Chà, có cái câu này mới hay nè. Thầy đẹp trai. Câu kế mới hấp dẫn, em yêu thầy. Vô Phật. Phật tử Utah có khác. Sư vừa cất tiếng niệm Nam Mô, thoáng đâu có bóng một cô bước vào. Tim sư rộn rực nôn nao, bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Tim này ví sẽ làm đôi, nửa dâng cho Phật, chao ôi còn nàng. Lung linh với ánh trăng vàng, Như Lai điều ngự trên làn tóc em. Cái bài thơ nghe nó lãng mạn và trần tục, nhưng mà thật câu cuối là nói lên cái chí nguyện tu. Sư vừa cất tiếng Nam Mô, thấp thoáng một cô bước vào. Thấy cô tim sư rộn rào, nhưng mà bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Đó là nói lên cái tâm trạng bình thường của thế nhân. Nhưng mà cuối cùng thầy đã nói rồi, tim này mà ví sẽ làm đôi, nửa dâng cho Phật, chao ôi còn nàng. Nhưng mà thôi, nói là nói vậy, nhưng mà cô vẫn phải hiểu một điều, lung linh với ánh trăng vàng. Có những đêm ngồi thiền tĩnh tỏa với ánh trăng vàng và phát hiện ra một điều, Như Lai điều ngự. Như Lai là Phật, điều ngự là người có khả năng điều phục, chế ngự mọi hiện tượng. Thôi cho tôi gửi lên làn tóc em, gió nó thổi cái nó bay. Còn tôi, thì tôi vẫn ngồi yên ở đây để hưởng ánh trăng vàng. Đó là cái chí nguyện của người tu. Và ai đây cũng rất là khẳng khái. Thầy đẹp trai, em yêu thầy. Đi tu hơn 30 năm, hôm nay được nghe được âm thầm thế ni. Xem ra cô cũng thứ chì. Không giấu mà lại viết ghi trên này. Em có dám nghĩ gì đâu. Thì trong luật cũng đã chỉ dạy người tu là không mang những cái gì mà thuộc da con thú, dù đó là áo hay là giỏ sách hay là giày dép. Còn cái chuyện mà làm hình sơn mài bằng tượng Phật vân vân, thì những cái đó đó là những cái vỏ sò, vỏ ốc mà người ta đi thu lượm ở ngoài bãi cát, bãi biển. Thay vì người ta vớt nó thì người ta lại dụng nó, tận dụng nó hơn nữa, thì làm ra những bức tranh ảnh nghệ thuật. Những cái bức tranh nó thuộc tranh ảnh nghệ thuật, chứ còn nó không phải là cái sự khuyến khích của ai. Nhưng mà ở thế gian mà người ta có quyền khai thác những cái gì đó để người ta làm những cái tranh ảnh nghệ thuật. Mình không xúi biểu, nhưng mà thay vì cái vỏ ốc, vỏ sò đó nó không dụng gì hết, thì giờ người ta dụng vào những công việc nghệ thuật. Hay là quý vị biết là có những ngôi chùa là người ta đi thu lượm những cái chén bể, dĩa bể của Phật tử đó, người ta làm ra thành những cái đền, những cái chùa ta thờ, gọi là chùa gì, chùa Miễn Sành. Ở bên Thái Lan đó, có một ngôi chùa xây toàn bằng chai bia, đi thu lượm những chai bia lại để mà làm thành nguyên một ngôi chùa toàn là chai bia không. Thầy ơi, nếu con nghe thuyết pháp mà đem vô bathroom có tội không? Tại vì phải tranh thủ nghe whenever I have time. You very special. lâu nay đem vô mà không nghe thầy nào nói gì hết, hỏi chi nữa. Chưa thầy nào lên tiếng. Thật sự ra đó, tuy rằng nói cái vấn đề nghe Pháp mình có thể nghe bất cứ ở đâu, tuy nhiên mình cũng phải có một cái thực tập là mình trọng Pháp. Thôi thì bây giờ nghe ở nhà bếp, nghe ở nhà ăn, nghe ở phòng khách, nghe ở đâu cũng được, cho em ở ngoài đó một chút. Bắt em vô tới trỏng nữa. Lúc đó chỉ còn hát có câu chắc xi lắc léo chứ đâu còn mong chi sống. Thật ra mình có mang vô cũng chẳng sao, nhưng mà ở cái mặt hình thức để tỏ sự cung kính một phần nào tối thiểu, chúng ta nên đừng. Thật ra thì thật sự bây giờ không lẽ quý vị ngồi trong 3 tiếng đồng hồ sao? Bất quá là vô 15-20 phút thôi. Mà nếu 15-20 phút mà bưng vô trọng mà ngộ đạo thì cũng nên. Còn dừng tạm 15-20 phút, nửa tiếng để mình giải quyết sanh tử. Thì mình cứ dừng cũng có sao đâu. Làm cái vụ này là Pháp Hòa nhớ cái thời mà ghiền phim Tàu. Có nhiều người ghiền phim Tàu á, bận đi vệ sinh quá phải chạy vô. Chạy vô xong rồi thì người nhà ở ngoài này nghe coi hết đoạn rồi, cái người đó chạy ra bắt mọi người phải ngưng lại hết, trả lại cái khúc hồi nào cũng đi á. Không biết có ai bị cái nạn đó không? Những người mà gọi ghiền phim Tàu đến mức độ là không dám mất một đoạn nào hết. Mà cái thời đó là video cho nên không bưng được vô washroom. Còn bây giờ YouTube cho nên bê đi đâu cũng được. YouTube là YouTube á. Bê đi đâu cũng được. Thật sự ra là cho dù có mang vô cũng chẳng tội lỗi gì hết, nhưng mà thôi thì mình là một Phật tử nghe Pháp rồi. Nhiều khi thầy đang ngồi ở trại chánh điện nè, thấy không? Hình ảnh Phật đồ chánh điện đồ đang hiện lên trên cái bức hình đó, thấy không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ nhà xí, thì thôi mình để tôn trọng, tạm dừng 15 phút, thấy không? Mình cũng cần nghỉ ngơi, chứ nghe riết hồi nó cũng lân bân dữ lắm. Trời ơi, thầy đâu mà thầy cứ lải nhải bên tai tôi từ sáng tới tối. So I know you like whenever you can. Thôi thì mình nên thực tập như vậy. Ở đâu mình nghe là đã du di rồi thì thôi chừa chỗ đó ra cho 15 phút ha. Con rất cảm ơn những bài thuyết pháp này hôm nay của thầy. Con học hỏi rất nhiều và try to apply to my life. Ngày giờ nào con cũng nghe, rất cảm ơn thầy. Thầy ơi, khi nào thầy đến Utah again? Con đang ở basement, tức là share phòng. Con có lập bàn thờ Phật, hương khói trong phòng ở luôn. Con xin hỏi làm như vậy có nên không? Xin thầy có lời cho con. Thờ Phật á, có nhiều cách thờ. Thờ thì phải phụng, ta kêu là thờ phụng, mà mình nói trại bây giờ là thờ phượng đó. Bây giờ nếu mà đạo hữu ở dưới basement, share phòng, và vì mình cái phạm vi mình có nhiêu à, mình thậm chí đôi lúc mình cũng thay quần áo hay là mình nằm không có được tôn nghiêm, thì thôi bây giờ nếu bất đắc dĩ lắm mình thờ bằng cách là không hương khói. Có một bức hình Phật ở đâu đó trong một góc phòng của mình để mà nhắc nhở mình, để hướng tâm theo Phật và học hạnh theo Phật thôi. Còn về cái mặt hình thức bàn thờ chúng ta có thể giảm. Về mặt hình thức thì mình làm vậy thì nó chưa có đủ tôn nghiêm, mặc dù không tội. Thứ hai là mình ở trong phòng rất là kín, thắp nhang mà hít cái khói đó nhiều cũng không tốt. Cho nên để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là để thật sự thờ bằng một hình thức khác, không cần nhang, đèn, hoa trái, treo một bức hình hay là dựng ở đâu đó trong cái phòng đó của mình để hàng ngày mình nhắc nhở mình là đủ quý rồi, Thí dụ Pháp Hòa đã hướng dẫn rất nhiều vị Phật tử mà họ có hoàn cảnh gia đình không thể thờ Phật bằng một bàn thờ được, thì quý vị cứ có một bức hình Phật để trong nhà mình, ở một góc nào đó trong phòng khách, để hàng ngày mình, bởi vì cái chính cái mục đích tối hậu của để hình Phật trong nhà là nhắc nhở mình noi gương Phật. Còn cái chuyện mình thờ cúng đó là tùy khả năng mình, ở hoàn cảnh mình. Thậm chí có những Phật tử lập một cái bàn thờ trong một phòng riêng, nhưng chưa bao giờ có sự hương khói hay là cúng kính một cách trang trọng, mà nhiều khi còn để cho dơ giấy nữa là khác. Cho nên thì thôi, mình ở hoàn cảnh nào thì mình thờ Phật theo hoàn cảnh đó. Không tội lỗi gì khi phải thờ ở dưới basement, thậm chí mình để trong phòng của mình. Nhưng mà có một phương thức khác để chúng ta thờ mà không có ngại, và đồng thời bảo vệ được cho cái sức khỏe của mình. Giống như nãy mình nói nghe Pháp vậy đó, cho dù mang vào trong nhà vệ sinh nghe cũng chẳng tội, nhưng mà thôi để cho mình tỏ lòng một chút gì đó đối với giáo lý Phật Pháp, thì chúng ta tạm dừng khi chúng ta đi vào trong nhà vệ sinh. Nghe ở đâu cũng được, phòng khách, nhà ăn, nấu cơm gì cũng được hết, trừ chỗ đó để mình còn một chút gì đó để gọi là mình tôn kính giáo Pháp. Bạch Thầy, con có câu hỏi, nếu con có nguyện ăn chay 3 ngày một tuần, nhưng khi mang bầu con nguyện ăn chay, sanh xong con ăn lại, con ngưng ăn chay, sanh xong con ăn lại, có tội không? Dạ không có tội gì hết. Chuyện ăn là tùy theo sức khỏe và cái hoàn cảnh của mình. Cho nên mình dừng lại để một thời gian rồi mình sanh rồi mình ăn cũng chẳng sao. Nhưng mà nhớ là khi mình có thai mà mình ăn chay vẫn tốt, tại vì đứa nhỏ nó rất là lợi lạc. Vì những cái món ăn hiền lành của mình nó nuôi dưỡng đứa nhỏ cực kỳ là hay. Đó. Cho nên Pháp Hòa đã từng thấy những người mẹ khi có con mà vẫn ăn chay, vẫn tụng kinh niệm Phật, mà đứa nhỏ nó sanh ra nó đặc biệt khỏe mạnh, thông minh hơn người. Cho nên đừng sợ, trừ trường hợp vì sức khỏe bác sĩ nói là mình không thể thì cái đó tùy duyên. Nhưng mà đừng có theo cái quan niệm bình thường là mình ăn chay mà vẫn thấy mình khỏe bình thường thì không có gì trở ngại, cứ ăn chay. Quan trọng là mình ăn cho đầy đủ chất. Cúng rằm Phật nên cúng thời nào, vì con làm buổi sáng? Nếu đã làm buổi sáng thì còn thời nào nữa đâu, hỏi buộc lòng cúng buổi tối. Bất cứ buổi nào cúng cũng được hết. Ngày đêm 6 thời luôn an lành thì đâu phải chỉ có một thời buổi sáng đâu. Một ngày 6 thời luôn an lành thì thời nào mình hướng Phật là thời đó an lành. Không cần coi ngày nào mình hướng Phật, hướng điều thiện, ngày đó ngày tốt. Chứ không phải là ngày đó, tháng đó, năm đó mình phải coi. Không bao giờ có một cuốn sách nào mà coi bói mà nói hôm nay ngày tốt để ăn trộm hết. Không ai đi ăn trộm mà có ngày hết á. Tại vì thủy chung biết ăn trộm là xấu. Mà tại sao vẫn còn người ăn trộm? Tại vì mình biết xấu mà mình vẫn làm. Mà chính làm thì khỏi coi ngày, tại vì luôn luôn ăn trộm vào lúc vắng người và buổi tối. Cho nên thời điểm tốt nhất khỏi cần coi. Nghe ăn trộm là biết lúc nào rồi, lúc vắng người, lúc không có ai coi chừng, lúc buổi tối, vân vân. Rồi ví dụ giờ coi ngày nói ăn trộm lúc 9 giờ sáng mà người ta còn ở nhà dám vô không? Người ta không thể có. Mình cúng rằm, cúng bất cứ ngày nào. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm 11 giờ đêm về, tắm rửa xong hết rồi 12 giờ khuya tụng kinh cũng chẳng sao hết. Đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Nói giờ đó không biết tụng được không? Giờ Phật ngủ. Dạ Phật Mỹ thì ngủ chứ Phật Việt Nam còn thức. Tại vì đó 1 giờ trưa. Cho nên không có trở ngại. Quý vị tùy theo thời gian của mình. Xin Thầy Hoan Hỷ giải thích vì sao trong Kinh Pháp Hoa luôn luôn lặp lại nghĩa ý 2 lần. Thí dụ câu bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, và lặp lại nguyên câu chuyện như trước. Ở đây đọc Kinh Pháp Hoa thì có thấy điều đó. Đứng trên mặt lịch sử, bởi vì ngày xưa không có microphone, cho nên sự trùng tụng đó phải được liên tục nói ở một cái khoảng người này nghe, rồi khoảng người đó xoay ra phía sau nói cho người sau. Vì vậy cho nên nó có cái trường hợp lặp tới lặp lui. Trường hợp thứ hai là quý vị thấy Đức Phật nói ở trên là nói theo cái cách kệ tụng. Xin lỗi, trường hàng là Phật nói nguyên văn, nhưng bây giờ để tóm lại nghĩa lý cho người thính chúng dễ nghe dễ nhớ, cho nên Phật tóm gọn cái ý đó qua một hình thức thơ 5 chữ kệ tụng để cho dễ nhớ. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là quý vị nhớ là cái kinh Vu Lan á, là kinh văn trường hàng, chứ không phải như cái văn bây giờ mình tụng. Một thổi nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là mình diễn đạt lại cái văn, nguyên văn một cái bài kinh dài qua một hình thức thơ để cho mọi người dễ nhớ. Như vậy thì cái trong kinh Pháp Hoa, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, như vậy thì ở trên là trường hàng mà phía dưới này là kệ, 5 chữ để cho chúng ta nghe và dễ nhớ. Cũng giống như hồi xưa mình đi học vậy. Học xong rồi á, thầy giáo sẽ cho mình một bài thơ, mình phải học thuộc lòng. Và chính cái bài học đó luôn luôn nó nằm trong tâm mình. Cái gì mà nó ngắn gọn là chúng ta dễ nhớ. Bây giờ đang có cuốn kinh Pháp Hoa rút ngắn gọn lại để tụng hết trong vài giờ. Mong thầy cho ý kiến có nên dùng cuốn kinh đó không? Thưa đại chúng, kinh điển mục đích là chuyển tải văn ý của Phật để cho chúng ta tụng, chứ không có cái ý là linh thiêng gì ở trong cái quyển đó. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình nói là tụng kinh không linh, không phải vậy. Nhưng mà cái chính yếu là trong kinh điển là Phật chuyển tải những cái ý Phật muốn nói để hướng dẫn chúng ta tu. Thì ở Việt Nam mình á, theo Pháp Hòa biết là có một quyển kinh Pháp Hoa được gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa, và quyển này được soạn bởi Hòa Thượng Thích Hồng Đạo. Ngài lấy cái ý chính của mỗi phẩm và Ngài tóm lược bằng một cái thể thơ 5 chữ theo cái kiểu kệ của Kinh Pháp Hoa, gọn gãy lại cái ý để chúng ta tụng, và cho những người bận rộn không có đủ thời gian tụng cả một cái quyển kinh mà nó quá dài thì rút ngắn lại. Điều này không có gì sai. Không có gì sai, mục đích của quyển kinh đó là để rút gọn cái ý để cho các vị tụng mà không mất thời gian nhiều, nếu chúng ta không có đủ thời gian. Pháp Hòa nhớ hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi á, tự nhiên biết sao lúc đó Pháp Hòa lại có một cái thích là dịch kinh. Cho nên đi học về là ngồi ngay cửa sổ ở trên chánh điện á, là ngồi dịch kinh, tập dịch kinh. Thì Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa dịch kinh Di Đà. Thì quý vị nhớ trong kinh Di Đà có cái đoạn phía sau á, đông phương thế giới có bao nhiêu vị Phật, rồi cái lặp lại xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tín thị, rồi cái đo nam phương thế giới bắc phương thế giới, mà cứ lặp đi lặp lại mà tổng cộng là 6 phương như vậy. Cái Pháp Hòa mới suy nghĩ, Pháp Hòa nói bây giờ mình sẽ làm một bản kinh Di Đà rút gọn. 16 tuổi thôi mà nghĩ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới rút lại là sao là Phật Nam phương thế giới Phật này, Đông phương thế giới Phật này, Bắc phương thế giới Phật này, 6 phương đầy đủ tên Phật rồi. Thì ở phía sau lấy một câu cuối thôi, các vị đều nói thuyết thành thiệt ngôn như thế này, thay vì phải lập cái câu cuối đó ở 6 phương đầy đủ. Thì Hòa Thượng Hồng Đạo Ngài cũng làm như vậy. Tức là Ngài, nếu mình tụng nguyên một bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm quá dài, bây giờ Ngài làm gọn, ý chính không có mất. Và cái quyển kinh đó được Tổ Thích Thiện Hòa giới thiệu cho chúng ta. Thì trong Phật giáo Việt Nam mình, theo Pháp Hòa được biết là chúng ta có một quyển kinh Pháp Hoa gọi là Đại Cương, do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn để cho chúng ta trì tụng, lấy cái ý để mà chúng ta tu tập, không có gì sai hết. Kinh điển là để cho chúng ta thu gọn như vậy. Xin thầy giải thích in kinh ấn tống công đức vô lượng, hoặc sắm sanh lễ vật đủ đầy, đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, sao giống hối lộ vậy? Cái chữ sau này là do tiếng Mỹ á, giống như là nghe sao giống mà hối lộ. Thưa, không phải hối lộ, bởi vì chúng ta có những việc làm chúng ta làm mà chúng ta không hiểu được cái quả. Thí dụ mình nói là đừng có ăn cắp nha, không ăn cắp là bị bắt ở tù, bắt phạt. Mình nói cái quả xấu để cho người ta sợ cái quả mà người ta tránh cái nhân. Thì trong xã hội chúng ta cũng cần nói những cái quả tốt để cho người ta thấy quả tốt mà người ta phát tâm, người ta làm cái nhân lành. Không, là ví dụ mình nói với con mình: con thấy mẹ không? Qua đây không biết tiếng Mỹ, mẹ phải đi clean khách sạn để mẹ kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. Tụi con không muốn cực giống mẹ thì phải ráng học. Học để mai mốt ngồi văn phòng làm việc đầu óc không phải nặng nhọc chân tay. Nói như vậy đâu có phải là mình dọa nó, mà mình chỉ cái nhân của cái người không có học để thấy cái khổ làm cu ly. Rồi mình nói cái quả của người chịu khó đi học để nó thấy cái hướng đó mà nó phát tâm. Ở đây cũng vậy. Bởi vì tất cả con người chúng ta, có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt làm nhân mà không bao giờ sợ quả, hay là thậm chí chưa thấy quả thì chưa phát tâm. Cho nên nhờ nói cái quả này không phải là hối lộ mà để khuyến thiện, để khuyến khích người ta làm thiện. In kinh ấn tống công đức. Chữ công đức là gì? Là vì chúng ta in kinh ấn tống rồi nhiều người ta đọc, người ta phát tâm, người ta hiểu, người ta sửa đổi tánh tình, sống tốt đẹp, thì công đức mình có. Mặc dù không nói công đức mà mình vẫn có công đức. Nhưng mà nói công đức để làm gì? Để khuyến thiện, để khuyến khích. Cũng giống như là mỗi lần mà mình phát quà cho người nghèo, mình cũng phải tập hợp người nghèo và có vài lời phát biểu. Hôm nay đoàn chúng tôi tới đây do các vị bên Mỹ về thăm quê nhà, thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào địa phương, nên chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị, để cho người ta hiểu là người ta có được cái phước đó. Cho nên ở đây không có gì gọi là hối lộ, mà mình nói ở công đức này công đức nọ để khuyến thiện người ta. Mình nói quả xấu thì đôi lúc cũng phải giới thiệu quả lành chứ. Cũng giống như cõi cực lạc Tây Phương mà không giới thiệu thì ai biết cõi đó ở đâu, mà lo niệm Phật mà về đó, hay lo tu tập mà về đó. Cho nên là các tổ mới nói: hãy nhìn đến các bậc cao đức để chúng ta học hạnh của các ngài. Nhìn lên các bậc lớn để thấy được cái hạnh của người xưa mà mình học. Mình là người nay mình học. Cho nên cái đó điều tốt hết. Vậy được giải thích được cái chỗ này ha. Không có hối lộ. Nó in kinh, ví dụ như mình kinh ấn tống vậy mình được vậy, hay cúng Phật vậy mình được vậy. Mình không cúng mình vẫn được như thường. Nhưng mà ở đời mà cái chữ cúng nghĩa là mình lấy công ra mình làm, thì mình sẽ gặt được cái quả. Ở đây là một biểu tượng. Không có cái việc gì chúng ta tự không làm mà có quả cả. Không thể nào mà không có học, cứ cúng Phật đi rồi được biết chữ. Không có bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái chữ cúng để được hộ hộ. Đây là nói lên cái ý nghĩa là chúng ta muốn đạt cái quả, chúng ta phải gieo nhân. Muốn biết chữ phải đọc sách, học bài, vân vân. Thưa Thầy, thùng phước xương và thùng công đức khác nhau như thế nào? Thùng phước xương đựng tiền lẻ. Dạ thưa đại chúng, chữ xương là tiếng Hán. Chữ xương là tiếng Hán, và chữ Hán chữ xương có nghĩa là thùng. Cho nên ở ngoài Bắc á, người ta ít có để chữ phước xương, mà người ta để là thùng công đức. Có chỗ để là hòm công đức. Cái hòm là cái hộp thôi chứ gì đâu. Chữ xương á, trong tiếng Hán nghĩa là hộp, là thùng, là cái hòm. Mà người nam thì sợ cái hòm lắm. Nhưng mà thật sự chữ hòm nghĩa là một cái hộp vuông. Cho nên để phước xương nghĩa là hộp, cái thùng này để đựng phước. Vậy thì phước xương và thùng công đức giống nhau, mà mình xài chữ thùng là mình khỏi xài chữ xương. Không ai để là thùng phước xương hết. Nếu mình để chữ thùng phước xương là mình lặp lại cái chữ đó. Xương đã là thùng thôi đâu cần thùng chứ nữa. Cũng giống như nói là khải cái gì? Khải Tường Tự thì có nghĩa là chùa Khải Tường. Chả ai hỏi mình nó đi đâu, nó đi chùa Khải Tường. Còn không thì đi Khải Tường Tự, chứ không ai nói tôi đi chùa Khải Tường Tự hết. Tại vì tự và chùa nó giống nhau. Cho nên chữ phước xương là thùng phước, còn thùng công đức cũng giống nhau. Bởi vì mình bố thí cúng dường có phước. Nhưng mà bố thí mà không có cần ghi tên ghi sổ, không có cần ai biết mình gì hết, vì mình biết cái tiền này mình đưa vô đây là lo trang trải cái ngôi tam bảo đó, cho nên nó có công đức. Công đức là do cái tâm niệm của mình làm mà không cần ai ghi nhớ. Cho nên Đại Pháp Hòa hay nhắc là để chúng nhớ là cái của cho nó không bằng cái cách cho. Cái cách cho nó quan trọng lắm. Bởi vì mình cho người ta là cái của, mà mình không có cái cách cho, tức là mình thiếu đi cái hạnh á. Mình cho mà làm cho người ta xấu tuổi, người ta nghĩ phận của người ta hèn mọn, người ta phải xòe tay để xin cái của này của mình. Mình làm cho người ta bị tổn thương. Cho nên mình cho mà mình được tốt hơn là cho cách nào để người đó cảm nhận được sự trân trọng của mình, thì mình quả thật là trọn vẹn công đức. Đức là do mình tu. Cái đức là do mình tu. Còn cái phước là do mình cho. Cho người ta 5 đồng có phước, nhưng mà bù lại giảm đức. Cho mà mắng xả người ta, làm cho người ta tủi phận, đau khổ. Cho nên hai cái nghĩa là vậy. Thầy giải nghĩa giúp con tên pháp danh Quảng Lạc. Lạc là không mặn. Quảng lạc là lạc nhách. Chữ quảng nghĩa là rộng, chữ lạc là vui. Cái gì rộng lớn kêu là quảng. Thí dụ như quảng trường. Quảng trường là một cái sân rộng gọi là quảng trường. Một cái hội trường, một cái phòng rộng là quảng đường. Người đó tâm rộng là quảng tâm. Cho nên mình có niềm vui lớn gọi là quảng lạc. Xin thầy từ bi chỉ cho con phương pháp nào để con trị được cái bệnh hay hiện ra trong đầu con là tại sao tôi khổ thế này. Chà, cái này coi bộ giống em ạ. Hồi chiều không lẽ giờ thầy Thiện Thiện thấy vô thế, nói sư huynh ơi tới giờ rồi. Ông nói trời ơi tại sao tôi khổ thế này. Giờ này còn chó chưa cho tôi nghỉ. Thưa đại chúng, nó ăn thua là mỗi ngày mình tưới tẩm. Ngày xưa có người ta có một cái hai cái nhà khoa học, có người ta thử như thế này nè. Người ta lấy 2 cây cà, người ta để rồi một bên á là mỗi ngày cây cà này ta phải nghe vô số lời mắng chửi, và một cây cà bên này là nó nghe những lời tiếng nhạc, tiếng khen, tiếng êm dịu. Thì quả thật một thời gian sau thì cái cây cà mà được nghe được tiếng nhạc êm dịu, được chăm sóc thì nó lớn lên, và cái cây cà mà mắng chửi nó mỗi ngày nó héo. Con người của mình á, mỗi ngày là do mình tưới tẩm. Tưới tẩm gì? Có nhiều khi á, có nhiều người có thói quen nha, ngồi kìa. Tưới tẩm cái sự thở dài. Dù không có chuyện gì buồn, nhưng mà nó thành một cái nghiệp. Và mình cứ tưới tẩm cái gì đó buồn khổ trong con người mình. Cho nên á, mình tu á, là mình phải có chánh niệm để đừng tưới tẩm thêm cái hạt giống đó. Ai trong chúng ta cũng có những hạt giống khổ và những hạt giống vui. Mà bây giờ mình đã khổ nhiều mà mình cứ tưới hoài cái đó. Dù mà đa phần hãy buồn là nghe nhạc buồn à. Ít có ai mà buồn mà nghe nhạc vui lắm. Buồn là phải kiếm những bản nhạc nào mà nó đứt ruột, nó tha thiết, nó da diết. Mình nằm trên ghế salon, mình quằn quại từ trên xuống dưới, rồi mình cấu nghiến, mình ôm đầu, mình bứt tóc. Rồi nó hát tới đâu mà bứt tới đâu. Thì cỡ như thầy Nhật Thiện mà hát còn gì nữa mà bứt. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó là cái tâm lý chung. Là hễ mình buồn cái là phải kiếm những cái nhạc gì nó đúng với cái tâm trạng của mình. Cho nên cái đó là sầu càng thêm sầu. Hồi sáng này Pháp Hòa có hướng dẫn đại chúng ngồi thiền mà chúng ta quán chiếu là thở vào tôi khỏe, thở ra tôi an, thở vào tôi bình an, tôi là đám mây, đó là tưới tẩm đó. Mình làm trở lại khải tường mà. Hồi sáng mình nói chữ khải tường đó. Đừng bao giờ tưới tẩm những cái hạt giống khổ nữa, phải làm cho nó tươi tắn trở lại. Gọi là khải tường. Tường là tốt lành. Mình phải khai mở cái điểm đó trở lại. Xưa nay mình buồn, mình sầu, mình rầu, mình khổ hoài. Cho nên quý vị thấy không, cô Kiều, cổ vô cổ đánh đàn là đánh toàn mấy bài đứt ruột. Nhưng sau khi mà cổ tỉnh ngộ rồi, cổ đàn những bài hay. Thì Kim Trọng mới nói xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Đó là những câu trong truyện Kiều. Khi mà cô Kiều cổ không còn đánh những bản nhạc đứt ruột đó nữa, cổ hát, cổ đờn những cái bản nhạc nghe vui. Thì Kim Trọng xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Mình cũng vậy. Quý vị để ý hôm nào mà để trong tâm mình buồn khổ, nó hiện lên nét mặt liền. Mà hôm nào mình vui nó cũng hiện lên nét liền. Cho nên người ta nhìn mình cặp mắt là người ta biết. Có nhiều khi mình cười ròn rã nhưng mắt mình không cười. Cho nên người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nó nói lên hết những cái tâm trạng của mình. Cái người mà người ta có cái nội tâm nhìn chiếu đó, người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái này là một hiện tượng mình tưới tẩm thôi, chứ không có thuốc gì đâu mà trị. Bây giờ cái thuốc trị hay nhất là cô mỗi tối cô ngồi thiền và cô tưới trở lại. Thở vào tôi thật là vui vì tôi còn sống. Thở ra tôi bình an. Thở vào tôi còn đang sống đây, gia đình tôi còn đây. Mình tưới tẩm trở lại để mình thấy bao nhiêu cái hạnh phúc còn xung quanh mình. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi, đường về Cực Lạc có xa lắm không thưa Thầy? Trời đất! Sao không hỏi Edmonton qua Utah có xa không? Em trả lời cho nghe. Nhưng mà thật sự câu hỏi rất hay. Đường về hôm nay tôi thui, người mù cô không thấy tôi, cô đùn tôi, cô nói tôi đuôi. Thưa đại chúng là Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặng không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tây Phương đâu có xa cách. Mà nếu muốn nói xa, cách 10 muôn ức cõi. Kinh Di Đà nói mà, cách 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì bây giờ 10 muôn ức cõi đó mình vượt đó bằng cách nào? 10 muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói là nếu chúng ta vượt được 10 cái này, chúng ta sẽ có thấy Di Đà. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Người nào mà giảm cái đó cho tới hết thôi thì vượt được 10 muôn ức cõi. 10 muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói tức là 10 cái căn bản phiền não này nè. Kinh Di Đà nói là cách 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Thôi bây giờ tham sân si ba căn bản thôi. Con người mà giảm được tham sân si là thấy có Cực Lạc không? À, rồi giảm nghi ngờ thôi là có Cực Lạc không? Trời ơi, nghi là khổ lắm. Nghi là một cái khổ. Nghi ngờ là một cái khổ, tà kiến là một cái khổ. Chụp hình không dám chụp ba người, mà bây giờ lỡ có ba người rồi chụp làm sao đây? Không lẽ nhìn coi có bà bầu nào kéo vô. Tại sao không dám chụp ba người? Tại sao không dám? Giải thích không được. Rồi cái bí quá cái nói chắc sợ tam tai. Bây giờ anh sợ tam tai phải không? Tôi chỉ cho anh cách vượt tam tai. Thay vì anh nghĩ tam tai là nạn nước, nạn lửa, nạn gió gì đó, bây giờ anh nghĩ tam đa: đa phước, đa lộc, đa thọ. Ba ông phước lộc thọ đứng quanh năm trong nhà mình mà có sao đâu, cũng là ba. Di Đà Quan Âm Thế Chí cũng ba, mà sao ba người chụp hình không xui? Ba vị đó đứng, mình tới mình chụp hình chung với ba vị, quanh năm suốt tháng mình đi rồi ba vị vẫn đứng. Đừng có sợ ba, đừng có sợ chụp ba người. Ba người không là gì hết. Đó, mà sợ ba người là tà kiến. Chữ tà là gì? Là lệch. Tà là lệch lạc chứ không có gì hết. Chánh là ngay thẳng. Mình hiểu đúng gọi là chánh, hiểu chế đúng là chánh tri kiến. Còn hiểu không đúng là tà tri kiến. Cái thấy biết của mình nó sai lệch. Bây giờ anh sợ ba phải không? Anh cộng 4, không được, 4 dách gì xám xay, tử chết, không được. Rồi 4 không được, anh thứ 5 anh nhảy vô cũng đẩy ra, không được, hỏi tại sao? Ngủ quỷ. Rồi đưa thứ số 6 vô cũng không được, hỏi tại sao? Lục tặc. Thứ 7 cũng không được, tại sao? Vậy thất tình. Rốt cuộc không có một số nào mình chịu hết. Ở trong những cái tiệm bán quà cáp cho người Trung Quốc, người Á Đông mình, người ta có làm một cái quan tài để làm quà tặng Tết. Ai dám mua không? Nhưng mà người ta tâm lý à, trên nắp quan tài để 4 chữ. Từ 2 chữ quan tài mà người ta phân chữ ra: thăng quan phát tài. Thế là hết sợ chữ quan tài. Xưa nay mình nghe quan tài mình sợ, nhưng giờ người ta phân chữ ra: thăng quan phát tài. Đó là do tâm mình sanh mà. Mình muốn nói cái gì cũng được hết á, mình nói cái gì cũng được. Cho nên tà kiến là một loại đau khổ. Mà người có tà kiến rồi là không dám làm gì hết á. Mua vé máy bay cũng lựa ngày. Bữa hôm em qua đây là đúng ngay ngày thứ 6/13 nha. Em mà cử ngày đó là em đi thứ 7 à. Cho nên thưa đại chúng, là tà kiến nghĩa là vậy đó. Tức là những cái hiểu biết rất là lệch lạc. Ăn chay, phát nguyện, ăn tháng. Lỡ có chuyện không ăn, cái tháng đó bệnh nhức đầu, hay lỡ bị xe quẹt gì đó, thấy không? Trời ơi tôi xui, tại tôi hứa ăn chay ăn tháng tôi không ăn, Phật quở. Trời đất ơi, mình làm như ông Phật cũng rảnh lắm vậy. Thưa đại chúng, đừng bao giờ nói như vậy. Mình nói như vậy mình giống như mình đưa Phật lên, mà thật sự mình đang đưa Phật xuống. Phật gì mà ngộ vậy? Ai ăn chay ăn tháng là phù hộ, ai không ăn thì quở phạt cho họ. Không có thần thánh Phật trời nào mà cái kiểu đó hết. Cho nên đừng có một cái tâm như vậy. Mà nghĩ như vậy là nghĩ sai lệch, gọi là tà kiến. Mà vượt được cái đó là mình thấy cực lạc. Vượt được cái nghi là có cực lạc. Vượt được tà kiến là có cực lạc. Giới cấm thủ là gì? Tức là những giới luật, những cái gì mà chúng ta biết mà chúng ta chấp trước vô đó, mà chúng ta không hiểu được cái cách hành trì. Thí dụ như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, vị thầy đó thấy cô gái té. Bây giờ nếu thầy đó mà giữ giới mà không cứu người đó, thì quý vị thầy đó giữ giới trọn chưa? Mục đích của giữ giới là gì? Là để có giữ giới, là để giữ tròn cái đạo đức của mình. Vậy thì đạo đức ở đâu khi người ta té, người ta gãy chân, người ta cần mình giúp mà nó không, tôi giữ giới. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên giữ giới đó là mình không đụng chạm vô họ. Nhưng mà nếu ở cái trường hợp như thế nào, mình phải cứu người mà, chứ lúc đó là mình không có phải giữ giới, mà nói tới đạo đức. Hiểu cái cách giữ giới của nhà Phật rồi, cho dù mấy trăm giới mà giữ mà khỏe vô cùng. Có giới gì đâu dễ giữ. Tại vì cái nào nó cũng đều có cái uyển chuyển của nó. Tại sao chùa có cái mái cong? Vì cái mái cong của nhà chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Không có cứng ngắc. Không có cứng ngắc. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm luôn luôn cầm cái nhành dương liễu. Bởi vì cái nhành dương đó hễ mà gió thổi trái, thổi phải, nhành dương vẫn đi theo trái phải. Nhưng mà gió dừng rồi thì nhành dương trở lại vị trí của nó. Đó là tinh thần tùy duyên bất biến của đạo Phật. Bất biến là tâm mình, tùy duyên là tùy thuận, tùy theo mỗi cảnh. Ví dụ như là thầy trụ trì gửi cái danh sách, cái danh Pháp Hòa hỏi là thầy chuẩn bị cho Pháp Hòa nói mấy buổi. Thầy text qua thầy nói là Pháp Hòa 4 buổi. Rồi qua tới đây thầy nói xong hồi thầy tăng thêm buổi là tối nay. Đây là tùy duyên. Nhưng bất biến là gì? Mục đích của mình là cũng là Phật Pháp thôi. Cũng nói Phật Pháp thôi, còn người nghe thì mình còn nói. Chỉ sợ ham nói mà không ai nghe thôi. Không? Mình ham nói, có người thích nghe thì cái này gọi là tùy duyên mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên, và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên đường về cực lạc xa không? Xa mà cũng gần. Chỉ cần giảm tham sân si mạn nghi là được nửa đường rồi đó. 50% rồi. Giảm thêm ác kiến, biên kiến. Tại vì cái kiến là cái thấy của mình. Nó có 5 loại thấy. Thấy sai lệch về thân gọi là thân kiến. Thân này vô thường thì lại cho nó là thường. Thân này bất tịnh thì cho nó là tịnh, vân vân. Cái đó hay là chết rồi là còn mãi, hay là chết rồi là không còn. Đoạn kiến, thường kiến đều sai hết. Nội cái thấy không mà là 5 loại thấy. Cho nên Tây Phương không xa cách. Tây Phương trước mặt người. Còn bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa nè. Vô hữu, vô não, vô bi chân cực lạc. Người mà không còn sầu khổ trong lòng, đó là cực lạc. Vô não, vô ưu chân cực lạc. Cho nên tịnh độ ở đâu xa? Tịnh độ chính trong ta. Có thể đại chúng đang ngồi đây là có cực lạc. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ sao khi người tu còn mang giày da và sách bóp da? Da làm từ da của thú vật. Thưa Thầy, con muốn website tiếng Anh để nghe kinh. Xin Thầy hướng dẫn những bài giảng của Thầy bằng tiếng Anh. Chỉ cần vào YouTube, bấm Thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English ở phía sau thì nó sẽ có. Xin Thầy giải thích nghĩa chữ thể giải đại đạo trong tự quy y Phật và chữ thống lý trong bài tự quy y Tăng. Cái bài tự quy y Phật tiếng Hán á, tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Thì vị này mới hỏi là cái chữ thể giải đại đạo đó nghĩa là gì? Thưa đại chúng, cái bài này nếu chúng ta dịch, nghĩa là chúng ta dịch như thế này: trở về nương tựa Phật trong con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh thể nhập được vào con đường lớn, đó là con đường thành Phật. Thể, chữ thể trong trường hợp này là thể nhập, thể hội. Ví dụ như mình đi chùa, hàng ngày mình tụng kinh, mình cũng mong, rồi mình mở băng giảng, mình mong á, là người nhà của mình một ngày nào đó cũng thể nhập vào con đường này với mình. Thể giải đại đạo. Chữ đại đạo là gì? Nếu nghĩa thường là con đường lớn. Mà con đường lớn ở đây chính là con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Cho nên trở về nương tựa Phật là trở về nương tựa với sự giác ngộ nơi chính mình. Và mình có được giác ngộ nơi chính mình, cho nên mình nguyện cho tất cả mọi người cũng cùng hội nhập với mình và đi trên con đường đó. Đó là một cái ước nguyện cao lớn của tất cả mọi người, ai cũng muốn. Ví dụ như là mình ăn hiền ở lành, cũng muốn con cái mình cũng thấy được cái hạnh đó của mình mà sống theo như vậy. Cho nên chữ thể đó là thể nhập, thể hội. Đại đạo là chỉ cho Phật đạo hay là con đường thành Phật giác ngộ. Phát cái tâm vô thượng, phát cái tâm rộng lớn để đi cùng được cái đi đến chỗ đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ nhỏ thôi. Có hai vợ chồng à, mình quy y đi chùa rồi, mình cũng muốn ông chồng mình cũng quy y đi chùa, mà khuyên hoài chồng không có nghe, ông nghĩ ông chưa muốn. Tới một ngày nào đó tự động ông nói bà ghi danh cho tôi quy y. Thì lúc này bà xã sẽ tuyên bố một câu: trời ơi, hôm nay tôi mừng quá, thể giải đại đạo, chồng với tôi bây giờ phát vô thượng thượng pháp. Quý vị thấy được cái điều đó không? Rồi bây giờ cái câu thứ ba nè: tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Chữ thống lý ở đây mình không có cái ý là mình muốn lãnh đạo thống nhất ai hết, mà cái chữ này nó có cái nghĩa là mình mong tất cả mọi người đều cùng thống nhất đi về một cái đạo lý, một con đường đó, để không có còn trở ngại. Nhưng mà muốn mọi người hội nhập với mình thì trước hết mình phải làm sao? Phải hội nhập với mọi người. Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nói tôi muốn mọi người ở đây suốt 2 ngày nay phải thương tôi, phải nghĩ về tôi, phải quý mến tôi. Pháp Hòa ví dụ vậy. Nhưng mà suốt 2 ngày nay mình cứ ở trong phòng miết à, thì làm sao mình phải bưng mình ra, mình phải đem mình ra khỏi cái ngã riêng tư của mình để mình đặt mình vào cái đại ngã, cái thể lớn, thì tự động mọi việc nó thống lý đại chúng. Bây giờ mình trong một buổi họp, ai người ta cũng đồng ý mà có mình chống à, thì mình chưa phải là người sống trong tăng. Mình chỉ là một cái nhỏ. Bây giờ đại chúng người ta là như vậy, 4 người trở lên là gọi đại chúng rồi. Mà bây giờ hơn 4 người quyết định mà mình không cùng quyết định thì mình không thể đi đến cái chỗ thống lý được. Cho nên ở đây câu này: với ước nguyện con mong mọi người tất cả cùng đi về cái chỗ đó, đưa ánh sáng Phật Pháp đến với đại chúng cùng thống nhất như vậy. Ví dụ như ở nhà một mình ăn chay, mà ví dụ như cả nhà ai cũng ăn chay, lọt có mình ăn mặn à. Rồi cái ngày đó cái mình để cho mọi người khỏi phiền hà gì hết: má ơi, má nấu chay luôn đi, tuy bữa nay con không ăn chay nhưng mà con cũng sẽ ăn với mọi người, để mọi người má khỏi mất công nấu. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như hôm nay chiều nay người ta nấu có một món ra đãi mình là bún nước, ví dụ vậy, tự nhiên mình nói không, giờ tôi phải ăn cơm mà, phải không? Rồi cái thì làm sao người ta chạy. Cho nên mình sống trong tăng, tăng là đoàn thể hòa hợp, mà mình nhớ là phải hòa hợp như vậy để cho tới cái chỗ vô ngại là không còn gì trở ngại nữa. 3 câu đó rất hay. Và bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng thấy đặc biệt của cái thời kinh nhà Phật. Mới bắt đầu vô kinh đó, đảnh lễ Tam Bảo, Chí Tâm đảnh lễ Tận Hư Không Biến Pháp, rồi Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư, rồi Di Đà, Quán Âm gì đó. Tất cả những danh hiệu Phật đó là gì? Đó là ngoại tướng Tam Bảo, những Đức Phật có tên có tuổi. Tụng xong một thời kinh, từ lúc đầu dẫn mình vô tới cuối cùng, tới cuối bài kinh chúng ta làm một việc thôi: bây giờ không còn nương ở đâu nữa hết, mà nương ở đâu? Phật tự tâm, Pháp tự tâm, Tăng tự tâm. Chỗ này gọi là từ tướng đi vào tánh. Quý vị chưa tới chùa, mới bắt đầu tới chùa thôi, thì phải quy y Tam Bảo, rồi có tụng kinh, có mặc áo tràng, vân vân. Nhưng khi mình đã thể nhập được với cái đại đạo rồi, có cũng được, để đồng với đại chúng, mà lỡ bữa nào quên thì thôi, không có gì phiền hà hết. Không có gì phiền hà hết. Nó hay cái chỗ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con là người ngu nhất thế gian. Có ai nói gì đâu. Nhưng mà thưa không sao, trong Kinh Pháp Cú có câu, Kinh Pháp Cú có câu: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Người ngu mà mình người dại, người khờ, biết mà là mình người khờ. Chữ ngu trong kinh điển nó không có nghĩa là như cái kiểu tiếng Việt mình hiểu là ngu đần, ngu độn, đồ dốt nát, không phải. Chữ ngu trong tiếng Hán đơn giản là không thấy được lẽ thật. Người ác trong tiếng Hán nghĩa là luôn luôn sống mà tổn giảm cho mình, cho người, gọi là ác. Chứ không có nghĩa như cái tiếng Việt mình là nghe chữ ác là sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà chữ ác trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ ngu trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Kính mong thầy giải thích cho con mấy điều sau đây. Một, lễ Phật không thắp hương có lỗi không? Dạ không có lỗi. Vì hương vật chất không bằng tâm hương. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, quan trọng là hương lòng. Ý nghĩa thắp hương là gì? Tại sao thắp hương 1 cây, 3 cây mà không thắp 2 cây hoặc 4 cây? Thắp 4 cây thì hao, thắp 2 cây lõn chỏn. Cái đó gọi là xúc sự diện tường đó. Gặp chuyện hết biết đường nói. Nói đại. Thưa đại chúng như thế này, trước hết chữ hương là gì? Hương là thơm. Như vậy thì cây hương trong Phật giáo tượng trưng cho đức hạnh của một người, mà biểu tượng qua thắp hương là mình phải thắp lên cái hương thơm của đức hạnh, biểu tượng qua cây hương. Tại sao thắp 3 cây? Bởi vì 3 cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ, 3 cái căn bản mà tu hành của nhà Phật. Tu cái gì không biết mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ là không xong gì hết. Nhờ giữ giới mà có định, định tĩnh tâm hồn. Nhờ định tĩnh tâm hồn mà trí tuệ sáng suốt. Cho nên 3 cái này là giống như cái lư hương mà đủ 3 chân. Gãy 1 chân thì cái lư hương đứng không vững. Giới, định, tuệ. Cho nên thắp 3 cây. Nhưng mà trong định á, nó vẫn có giới tuệ. Trong tuệ nó vẫn có giới định. Trong giới nó có định tuệ. Cho nên chỉ cần thắp 1 cây là đủ. Bởi vì trong 3 mà có 1. Pháp Hòa ví dụ, thấy cái món này để trên bàn đây mà không có ai hết, định ăn cắp, thì sắp sửa phạm giới, thì cái giây phút dừng lại liền. Nó thôi, mình lấy của người ta mà đâu phải của mình vậy là ăn cắp. Mà hơn nữa này người ta làm cho Phật Pháp, mình đem về mình hưởng con mình nè, mình để đây người ta làm được cho đại chúng cùng xài. Ngay cái giây phút dừng lại, không ăn cắp là có định, có tuệ. Định là sự vắng lặng ngay cái giây phút sắp sửa phạm giới. Và tuệ nó soi liền, nó nói đừng làm như vậy, không nên. Cho nên ngay hành động không ăn cắp có định, có giới. Quý vị thấy được điều đó và nói ha. Rồi, bây giờ mình ngồi thiền mình định. Trong khi mình ngồi thiền có làm gì phạm tội không? Cho nên ngồi thiền đã là giữ giới. Và trong khi ngồi như vậy mà trí mình nó sanh, cho nên gọi là tuệ sanh. Một hành động mình làm mà 3 cái kia có mặt, cho nên không cần thắp 3 cây, chỉ cần thắp 1 cây là đủ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và nhà Phật lấy cây hương để biểu tượng cho đức hạnh. Vì vậy cho nên trong Pháp Cú có câu: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió. Chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió 4 phương. Không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió 4 phương. Rồi bây giờ quý vị đã hiểu được cái chỗ hương mà mấy cây rồi ha. Rồi bây giờ nói tới lại. Kính bạch thầy, Thầy có nói tại sao lại ba lại, lại ông bà bốn lại, và thưa thầy, tại sao lễ trong Đại Nội Huế lại năm lại? Giờ bắt đầu đi vô tới cung đình. Thưa đại chúng, lại Phật lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ bốn lại là tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu, hay là cha mẹ hai bên. Thì vị này đã hiểu rồi. Bây giờ hỏi là tại sao trong cung đình lại năm lại? Bởi vì trong cung đình lại ngũ phương, Đông Tây Nam Bắc và phương giữa. Còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà địa vị của ông vua ngồi thuộc về thổ. Thổ thuộc màu vàng, cho nên ngũ hành lại năm lại, kim mộc thủy hỏa thổ. Và lại năm lại, đó là tượng trưng cho năm phương, Đông Nam Tây Bắc và phương giữa. Mà phương giữa là chỗ ngồi của ông vua, phải không? Mà ông vua là mặt màu vàng, mà màu vàng là màu của đất, của thổ. Nó trong ngũ hành thì ông vua thuộc về thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên lại năm lại. Rồi giờ giải quyết được cái lại năm lại. Người chết chưa chôn lại hai lại. Xin thầy nói rõ cho con biết. Tại sao người chết chưa chôn lại hai lại? Bởi vì cái người đó đã chết là thuộc về người âm, nhưng mà họ chưa thật sự rời khỏi thế gian này, thân xác họ còn đây, cho nên họ còn dính dáng một chút dương, cho nên hai lại đó là âm dương. Nếu đi chôn hẳn thì họ đã rời khỏi rồi, họ không còn trên dương thế. Còn lần này họ chết, họ mới chết đây, họ còn quá nóng hổi mà, thì họ còn nằm đây. Thì mình tới mình thăm họ bằng cách là mình thăm một người chết, nhưng mà thật sự họ còn đây, cho nên hai lễ đó tượng trưng cho âm dương. Giống như là chết rồi luộc cái trứng gà để đến đầu vậy đó. Tại sao không cái để cái khác mà để cái trứng gà? Bởi vì khi cái trứng gà mình luộc lên đó, thì nó có hai màu. Màu trắng là dương, trồng đỏ là âm. Để cái trồng đỏ trứng gà, cái trứng gà trên chén cơm là tượng trưng cho người chết này là giao thoa giữa âm dương. Thứ ba, kính bạch thầy, chùa là danh từ riêng của Phật giáo hay sao, và tại sao gọi chùa chiền? Thưa đại chúng, trước hết nói chữ chùa. Chữ chùa là mình nói trại, đúng ra mình phải phát âm là trù. Bởi vì chữ trù á, là tượng trưng cho cái bếp. Mà nhà của mình nói, nếu nói lên sự ấm êm, sự ấm êm đầm ấm của một gia đình, thì chúng ta phải nói đến cái gì? Cái bếp. Tại vì cái bếp mà còn nấu nướng, nghĩa là người nhà đó còn ăn chung mâm với nhau và ngồi lại. Cho nên người Việt, cái người Á Đông chúng ta nói tới cái bếp là nói đến sự đầm ấm trong gia đình. Cũng như thế, nói đến sự yên tĩnh thì chúng ta phải nói đến cái chùa. Cho nên trù, người ta nghĩ đến, nói đến cái bếp, và người ta cũng nghĩ đến cái sự gọi là yên ấm, yên tịnh, thì người ta nghĩ đến chùa. Cho nên chùa gọi là trù, mà chúng ta gọi trại là chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói vài chữ mà chúng ta gọi trại nha. Tiếng Hán á, người ta kêu là trảm. Trảm là gì? Là chém. Đúng ra chúng ta cũng phải kêu là chữ chém, là trảm đó, nhưng mà tự nhiên mình nói trại ra thành chữ chém. Nhưng mà chém này từ đâu? Từ cái chữ trảm mà ra. Quý vị thấy được một chữ đó không? Lẽ ra chúng ta kêu là trảm, nhưng mà chúng ta nói thành chém, là nói trại. Chữ thứ hai, lẽ ra chúng ta phải nói là ăn trai, nhưng chúng ta lại nói trại ra là thành gì? Ăn chay. Và khi mà chúng ta nói là ăn chay, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những cái danh từ mà chuyên môn thì không thể nói là cúng chay, mà phải nói cúng trai, như là trai tăng. Hôm nay cúng trai tăng. Trai tăng là gì? Là một bữa trai một bữa cơm trai để cúng dường chư tăng thì kêu là trai tăng, mà chữ tăng là có ni ở trong á, chứ mấy cô sư cô nghe nó thôi cúng tăng mà tuôn lên. Bởi vì chữ tăng là danh từ chung cho đoàn thể của đệ tử Phật sống hòa hợp, cho nên chữ tăng là danh từ chung. Ni cũng là tăng, mình gọi tăng ni là mình gọi dư, gọi để mà cho phân biệt chữ nghĩa vậy thôi, chứ còn chữ tăng là đã đủ rồi. Cho nên cái chữ chúng ta gọi trại là từ chữ trai chúng ta kêu trai, từ chữ trảm chúng ta kêu chém, phải không? Từ chữ trù chúng ta gọi chùa. Như vậy thì chữ chùa là trù để nói lên cái nơi yên ấm, êm ả. Bước vô nhà mà bếp nhà còn nổi lên thì biết nhà này còn im ấm, người nhà chưa bỏ đi. Mà hễ mà muốn nói lên cái nhà đó mà vắng vẻ thì ta nói sao? Bếp lạnh, canh nguội. Ta nói lên cái sự nhà đình đó hết còn hạnh phúc. Đến cái chữ chiền. Cái chữ chiền là chúng ta gọi trại từ cái chữ triền. Tiếng Hán chữ triền nghĩa là chỗ người dân ở. Và cái chữ chùa nó có nghĩa là chữ trù, cho nên đúng gọi là chúng ta kêu là trù triền, chỗ yên ấm và để cho người dân được nương tựa, cho nên gọi là trù triền. Bây giờ chúng ta gọi trại ra là chùa chiền. Cái chữ chiền trong tiếng Hán nghĩa là người, chỗ người dân ở. Vậy thì có nhiều người thì giải thích khác, nói là chùa chiền là gì biết không? Truyền hết người này tới truyền người kia. Cái đó mình nói cái ý thôi, chứ đâu phải chữ truyền hay là chữ truyền. Nó là chữ chiền. Từ cái chữ tiếng Hán là truyền. Truyền nghĩa là nơi người dân ở. Và bây giờ chúng ta gọi là chùa chiền. Thì thôi bây giờ giải thích đơn giản là chùa chiền là gì? Là nơi yên ấm, tịnh, thanh tịnh, để cho tất cả mọi người ở nương tựa, trong đó có tất cả mọi người, và chúng ta thường gọi là chỗ ở của người dân. Vậy hiểu chữ chùa chiền không? Hết giờ rồi. Con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa sân chờ sẵn. Hễ nghe ai nói không vừa ý là sân lên, kể cả mẹ của cháu cũng không chừa. La quát mắng nói những lời nói khó nghe, thậm chí có những lần gặp con giải thích cho cháu nghe thì biết lỗi lúc đó và hứa sẽ sửa đổi. Nhưng chừng 4 hoặc 5 ngày là tái phạm, cứ như thế mẹ của cháu rất đau khổ. Và nhờ con hỏi thầy có cách nào để làm cho cháu giảm bớt cơn nóng giận trong người lúc nào cũng trực sẵn. Cảm ơn thầy nhiều. Mẹ của cháu là người rất hiền hậu đảm đang và lúc nào cũng nghĩ và thương cháu. Giờ thầy có cách nào ngoài ướp nước đá? Hết giờ rồi. Con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa